đặt cửa xe này có đi rớt này anh em, cho nên là mình mới vừa trang bị được cái đầu cáp mới đó. Đó thì tên này là mình có một tay hắn đầu chơi anh em không, có một tay hắn đầu chơi. Tay hắn này hắn gì ta? Hắn tầm 50 ngàn. Hắn tầm 50 ngàn anh em. Thì đi một tay gajin bên đây cũng như vậy thôi, nhưng mà bên đây không có kiểu như là không có đi hắn sao anh em, chỉ đi một chút nước thôi. Đây là cầm FZ nè, phải không? Cầm FZ, cầm FZ rất này nha anh em. Cầm chiên thì đi một cái này thì đạp hãm á, chủ xe gớt á nên là phần đầu bể banh nát luôn nha. Thì chủ xe mới trang bị là một cái miếng lốp vỏ mới nha anh em. Đi từ phần này thì chủ xe hạ tiếng hồn khá là nhiều, khá là gì ta, lùng nha anh em đó. Đi một cái mâm cáp không? Cáp mâm viên của cáp đúng không? Đó, đi một cái phần mâm viên của cáp. Thì giờ mình sẽ đi qua phần bên đây nha anh em. Được. Anh em nha, thì đi bên đây là một cái phần đĩa này chắc có ấy lại rồi phải không? Có kiểu như đậu lại phải không? Đó, đĩa đậu lại rồi. Thì heo thì vẫn là đĩa heo viên nha anh em. Đĩa dầu thì dầu đậu luôn. Đó, thì nói chung là phần trước là trang bị cũng khá là chân chơi. Nói chung đi là xe này đang hiện tại đang đi mấy bình vậy? Bảy bình nha anh em. Nói chung thì bánh này anh em chắc cũng biết, chi chắc cũng biết bánh này rồi. Bánh này là tái bầu nha, bánh quyền thoại nha anh em. Đi một cái gấp diêm, chưa có nói gấp gì hết. Đó. Thì đây phần tông đây mình phải giữ nè. Mô tôn 100m nha anh em. Mày có làm gì lại chưa? Bùa không bốn sò. Thì con này có bùa lại rồi nha anh em. Đó, bộ 24 sờ rồi đó. Đó. Test bánh thử không? Rồi. Ok anh em nha, thì xe này chỉ có vậy thôi nha anh em. Thì nó trong mày đồ trong là nó đậu. Em quay.